Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Đinh Sửu 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi năm nay may mắn vì tuổi Đinh Sửu và tuổi Tý nhị hợp. Tuy nhiên, trong năm Canh Tý này thì tuổi Đinh Sửu phải đối mặt với nhiều biến động trong cuộc sống của mình bởi vẫn vướng vào một trong ba năm phạm tam tai. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Ngay sau đây thì Phong thủy may mắn sẽ phân tích về tuổi Đinh Sửu trong năm 2020 Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Giản Hạ Thủy, có ngày sinh từ mùng 7 tháng 2 năm 1997 đến ngày 27 tháng 1 năm 1998. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xét về sự nghiệp, xem tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Đinh Sửu, Canh Kim, Lộ Xuất, Thương Quan, Tý Thủy, Tọa Thứ Tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Tuổi Đinh Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định mà ở đây, theo lịch vạn niên thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng quan tiến chức thì năm Canh Tý này, tuổi Đinh Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế Can, Lộ Xuất, Thương Quan, Tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Đó là tấm bằng để bạn tiến lên. Để công việc được hanh thông, khuyên anh chị nên dùng thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Nhìn chung sự nghiệp của tuổi Đinh Sửu trong năm Canh Tý có ít khởi sắc, cần cẩn trọng để tránh thị phi miệng tiếng. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích về sự nghiệp của tuổi Sửu năm 2020 là vậy, còn tài lộc của tuổi Sửu trong năm Canh Tý này thì sẽ ra sao? Xét về tài lộc năm Canh Kim, Lộ Xuất, Thương Quan, Tý Thủy, Tọa Thứ Tài, tuổi Đinh Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tý Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà Thứ Tài chỉ lối dẫn đường con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra thì tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp hoạnh tài, tiền trúng số hay là cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát của thiên trả điểm. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Tý Thủy chủ về thủy khí vượng, có Thái Tuế trợ lực thì làm việc gì có liên quan tới nước cũng dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh thì sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo. Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925. Mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp. Trong cùng là âm dương bát quái có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị, giúp cho bạn công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến. Xét về tình cảm, về phương diện tình cảm năm 2020 tuổi Đinh Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song Thứ Tài Cát Tinh vốn còn được biết đến với cái tên sao tình nhân, Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh, vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như là đối phương một cơ hội.
Tuy nhiên, với năm mệnh đã kết hôn thì bạn có thể nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Song, bản mệnh cũng đừng quá bị động chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim của hai người sẽ càng ngày càng xa, hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe, tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2020, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm Thái Tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh, con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực thì suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế mà bước sang năm Canh Tí này, tuổi Châu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đầy đủ chất, tập thể dục, thể thao điều độ. Trong năm thì nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, đường tiêu hóa hay là gan phổi khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị kịp thời phù hợp. Ngoài ra thì năm 2020 thủy khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những nơi âm u, ẩm ướt hay là mang nhiều tà khí sát khí. Tuổi Đinh Sửu hãy dành thời gian dành để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình vừa giải tỏa áp lực cho mình. Để hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Đinh Sửu hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, nghênh đón Thái Tuế giải vận đen trong năm 2020. Thứ hai, chúng ta cùng sẽ đến nữ mạng. Năm 2020, tử vi tuổi 1997, nữ mạng có sao thủy diệu chiếu. Sao thủy diệu là một cát tinh ngũ hành thủy nên rất tốt cho người mạng kim. Sao thủy diệu chủ về phúc lộc, thường đem lại may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, sự nghiệp tài lộc cũng ngày càng gia tăng. Nếu đi làm ăn xa thì cũng sẽ thu được thành công rực rỡ. Còn xét về tình cảm, riêng nữ mệnh tuổi Đinh Sửu tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn là khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này thì cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội để thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Còn với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên, nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về phương diện cuộc sống, gia đạo, đối với nữ đã lấy chồng thì đây là một năm tình cảm, gia đình, luôn vui vẻ bên chồng con và gia đình, có nhiều chuyện vui đưa tới. Còn đối với nữ Đinh Sửu còn đơn thân, đây là một năm tình cảm có nhiều diễn biến tốt, gặp được người mà mình mong muốn. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2020 có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về có nhiều tin vui trong gia đình như là thêm người, thêm của. Xét về phương diện sức khỏe nữ 1997, về sức khỏe chú ý cẩn thận các bệnh phụ khoa và cơ thể suy nhược. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ và hanh thông trong công việc. Cung xung chiếu tử vi nữ năm 1997 có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ về trong gia đình có người già đau ốm khó qua khỏi.
Cung tam hợp tử vi Đinh Sửu 2020 nữ mạng có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về thiếu máu, công việc làm ăn có người phá hoại và sức khỏe kém. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Xét về tài lộc, tiền bạc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ. Cung nhị hợp tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2020 nữ mạng có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Có tin vui về đường công việc, tuy nhiên thì đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều, chủ về không thu hồi được vốn và xe cộ đi lại chú ý gặp phải cửa quan, công môn, pháp lý. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Sửu năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng đầu tiên trong năm 2020, người tuổi Đinh Sửu vận trình tốt xấu đan xen, hung cát lẫn lộn, có được mà cũng có mất. Về phương diện công danh sự nghiệp, bản mệnh quyết đoán, dứt khoát, giải quyết mọi khó khăn trở ngại, vượt lên những thách thức để đạt được mục tiêu mình muốn. Điều duy nhất bạn cần chú ý là cần phải năng tiếp xúc, trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp. Làm một người mà cả ngày cứ im lặng, miệng như là hũ nút thì cũng không phải là chuyện tốt đâu ạ. Có khi chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của bạn cũng nên. Vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch của người tuổi Đinh Sửu khá tốt, nhưng phải nhớ kỹ, đừng có tham lam quá mức, nhất là những người chuyên đầu tư sinh lời. Đừng dễ dàng tin lời người khác một cách mù quáng, tin vào những cái gọi là tin vỉa hè mà cuối cùng thì mất cả chỉ lẫn trải. Tử vi tháng 2 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2020 của tuổi Đinh Sửu, đường tình duyên của con giáp này khá là bình ổn, không xuất hiện những biến động quá lớn, mọi chuyện vẫn đang dịch chuyển theo hướng tích cực, dù tốc độ không quá nhanh. Người độc thân trong tháng này nhân duyên khắc giới cực vượng, bạn có thể sẽ tìm được đối phương chủ động làm quen bởi sức hấp dẫn tỏa ra từ chính con người mình. Những nơi công cộng như là quán cà phê, hiệu sách, công viên sẽ là địa điểm phù hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy chủ động bật đèn xanh, còn nếu bạn dũng cảm hơn thì hãy thử tiến trước một bước cho thấy mình có cảm tình với đối phương và mong muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Ngoài ra thì vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng khá là lý tưởng. Với những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì sự nghiệp học hành của bạn đang tiến triển không tồi. Tương lai sáng lạn đang chờ đón bạn ở phía trước. Hãy lưu ý đến các kỳ thi giữa kỳ để đạt được kết quả như mong đợi. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm, người tuổi Đinh Sửu sẽ phải đối mặt với những sa sút trong vận trình sự nghiệp. Đường tình duyên thì cũng không ngừng báo về tin xấu. Về công việc, người cầm tinh con trâu dễ gặp phải tiểu nhân, những kẻ xấu bụng đó dắp tâm làm hại bạn, cố tình bới bẻo ra bọ để chỉ trích phê phán bạn. Trong tình huống này thì bản mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm và hành động bốc đồng, tránh làm hủy hoại thanh danh, ô uế hình tượng bản thân gây dựng bấy lâu nay. Con đường tình yêu của bản mệnh trải qua vô vàn khó khăn hiểm trở, thử thách nối tiếp nhau, bản mệnh có thể phải đối mặt với những vấn đề như là kẻ thứ ba chia rẽ mối quan hệ hay bị cha mẹ hai bên phản đối, ngăn cản, thậm chí là bị dụ dỗ bởi quyền lực và địa vị mà phản bội tình yêu. Nếu không kiên định lập trường, giữ vững tư tưởng và sống vì tình yêu thì rất có thể đã lung lạc, nản lòng trước thực tại. Một số bạn thì thiếu tự tin và không đủ năng lực thì lựa chọn cách trốn tránh hoặc là bỏ rơi nửa kia của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch, xem vận trình tổng thể của tuổi Đinh Sửu năm 2020, về mặt sự nghiệp và tài lộc thì đều có những bước chuyển biến tốt, song sức khỏe thì lại sa sút rõ rệt. Về công việc, tháng 4 âm là thời điểm mà con giáp này sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình. Bản mệnh cần phải cố gắng nắm bắt cơ hội thật nhanh, thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Con giáp này trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay là kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm.
Còn xét về sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong ngày thuộc tháng này. Mệnh chủ nên chú ý từng thay đổi dù là nhỏ nhất để kịp thời đến bệnh viện chữa trị. Tử vi tháng 5 âm lịch, bước sang tháng 5 2020 âm lịch, tuổi Đinh Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm. Song đỏ tình thì lại đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt. Bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu nữa. Tuổi Đinh Sửu nếu đã kết hôn thì vận trình tình cảm bình ổn, vợ chồng hòa hợp với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày thì đôi bên năng nói chuyện, giải bày tâm sự với nhau, từ đó có thể thấu hiểu dù chỉ là với một ánh mắt mà thôi. Đôi bên còn hỗ trợ và nâng đỡ nhiều cho công việc của nhau cũng như là trong cuộc sống. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể đứng ra như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này thì hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kiểu bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tháng 6 2020 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6 âm của tuổi Đinh Sửu có thể thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh có những chuyển biến khá là tích cực. Đồng thời, vận trình sự nghiệp cũng càng ngày càng tăng tiến. Vận trình sức khỏe của con giáp này khá là tốt, tuy bản mệnh vẫn hay giữ thói quen ngồi quạt hay là ngồi điều hòa lạnh và tắm nước lạnh, nhưng may mắn không bị cảm mạo ho hắng gì. Về công việc thì tuổi Đinh Sửu tháng 6 âm sẽ được quý nhân tương trợ, cho dù gặp khó khăn thử thách lớn cỡ nào thì cũng vẫn có thể vượt qua nhờ được quý nhân chỉ điểm cho tìm thấy lối ra một cách thần kỳ, khiến cho đồng nghiệp của bạn không khỏi ngạc nhiên. Song con giáp này cần đặc biệt lưu ý, làm gì cũng phải cần thực tế, sống phải biết khiêm nhường, biết người biết ta, đừng vì chút thành công mình mới đạt được mà đã coi người khác không ra gì. Tử vi tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 7 âm, tháng cô hồn năm 2020, người tuổi Châu vẫn giữ vững được phong độ công việc. Xong, lo được công việc thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình duyên xuống dốc chậm chậm. Bản mệnh căng thẳng, mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn, dù đã cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến nỗi không có thời gian để thở nữa. Xong, nếu bản mệnh rảnh rỗi, hãy thử dành thêm thời gian để học thêm về kiến thức và kinh nghiệm. Xét về đường tình duyên thì tuổi Đinh Sửu thời gian này vận trình khá xấu. Thêm nữa, khi tinh thần cảnh giác cao độ có sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì mệnh chủ cần phải dành thêm thời gian gửi gắm tình cảm nồng nhiệt hơn nữa. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 trung thu là tháng đoàn viên, song người tuổi Đinh Sửu có lẽ chẳng có tâm trạng vui vẻ gì mấy khi mà cả sự nghiệp tình cảm đều không được như ý, nhất là nam mệnh càng phải chịu sức ép lớn hơn. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều việc cản trở. Có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Bản thân tuổi Đinh Sửu, một cổ nhiều chồng, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao đúng thời hạn quy định. Cuối tháng này thì bạn có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương cắt thưởng. Trong trường hợp này thì bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể. Hãy kiên trì thực hiện phương châm lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Xem tử vi tháng 8 âm, người còn độc thân thì có thể sẽ bị tổn thương khi dốc lòng theo đuổi và bày tỏ tình yêu nhưng lại bị đối phương từ chối. Có những lúc cuộc sống đã không suôn sẻ còn kém may mắn, nhưng có thể đó là dấu hiệu cho thấy người ấy không hợp với bạn. Đừng cay cú mà hãy học cách buông tay để đón nhận hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 2020 âm lịch, người cầm tinh con Trâu, cả tài vận và sức khỏe đều có những chuyển biến tích cực. Về công việc vẫn còn một số khó khăn, nhưng con giáp này hoàn toàn có thể khắc phục, có điều cần phải dốc sức nỗ lực nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu thời điểm này cực kỳ lý tưởng. Những bạn có đam mê đầu tư thì giờ là lúc trồng cây tới ngày hái quả. Bạn sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ, thành tích kinh doanh đáng nể cũng mang về cho những bạn theo nghiệp làm ăn buôn bán, lợi nhuận khá tốt.
Song, nếu xét về mặt sức khỏe thì trong tháng 9 âm bản mệnh tuy không có vấn đề gì đáng lưu ý nhưng vẫn cần phải ăn uống có chừng mực, nhất là những bạn vốn có bệnh về dạ dày. Đừng ham ăn mà dùng đồ cay nóng hay là có tính kích thích như axit dạ dày, nước chanh, matcha hay là bia rượu. Tử vi tháng 10 âm lịch, trong tháng 10 âm, người tuổi Đinh Sửu hầu như không có gì phải lo lắng trong cuộc sống của mình. Vận trình tài lộc và tình duyên đều khá tốt, nhất là nữ mệnh này đào hoa cực vượng. Thời gian này thì bản mệnh sẽ có một khoản tiền rất lớn bất ngờ tới tay, hoạch tài có thể tới từ việc trúng thưởng, trúng xổ số, đền bù nhà cửa hay là chơi cổ phiếu, thậm chí là được bạn bè khác giới tiếp ứng hỗ trợ. Cuộc sống nhờ thế mà dễ chịu hơn hẳn, điều kiện vật chất được nâng cấp rõ rệt. Tuổi Đinh Sửu, nếu rảnh rỗi đi hẹn hò với bạn bè ở nhà hàng, quán cà phê thì có thể mở rộng thêm được nhiều mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh rất có sức hút, được nhiều người khác phái tới làm quen. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Sửu thể hiện sự bình ổn, tĩnh lặng. Vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều điểm nổi bật, nhưng điều mừng vui là cũng không phải chịu sự phá phách của tiểu nhân hay là khó khăn trong quá trình làm việc. Con giáp này có thể sẽ được phân công làm việc ở vị trí mới, cần học hỏi thêm nhiều điều. Với khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được tình huống, song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề, đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Nếu có gì không hiểu hay là còn thắc mắc thì đừng ngại ngùng mà hãy chủ động xin sự trợ giúp, lời khuyên từ đồng nghiệp, những người đi trước để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Tài vận rực sáng là điều mà con giáp này thì tự hào nhất. Người làm kinh doanh thì có khả năng nhìn nhận vấn đề khá nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được thời cơ khi mà người khác còn đang mông lung. Kiếm được khoản tiền to cũng nhờ thế, cuối tháng lợi nhuận tăng vọt, có khả năng mua nhà mua xe chứ chẳng chơi. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng chạp năm Canh Tý này là thời điểm mà cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Đinh Sửu đều có những bước đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng có nhiều tin vui tới tấp bay về. Xét về công việc, con giáp này sẽ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ về những biểu hiện xuất sắc của mình. Nhất là những bạn làm kinh doanh, marketing, bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng vọt, mức thưởng cũng tăng gấp mấy lần so với bình thường. Tháng cuối năm tiền chất như núi trong nhà. Về con đường tình duyên trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tuổi Sửu, nếu còn độc thân thì sẽ có người yêu ngay thôi. Chặng đường tìm kiếm một nửa của mình kết thúc viên mãn như ý muốn. Còn những bạn đã có đôi thì sẽ sớm bước chân vào lâu đài hôn nhân, gây dựng gia đình hạnh phúc của riêng mình. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo tử vi 2020 của tuổi Đinh Sửu, trong năm bản mệnh không có nhiều cơ may thăng chức, dù đạt được khá nhiều thành tích trong công việc, tiền bạc thì khá dồi dào, song về cơ bản là đến từ việc kinh doanh, đầu tư, thu nhập từ công việc chính không có biến động. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây thập nhị bát bảo để mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn. Tình duyên không được vượng sắc như ý muốn, nữ mệnh đào hoa ảm đạm hơn nhiều so với nam mệnh. Ngoài ra thì sức khỏe cũng là điều mà con giáp này cần phải lưu tâm. Bản mệnh dễ ốm đau, bệnh tật. Để giải quyết các vấn đề về tình cảm, mệnh chủ nên lưu ý đến phương chính nam là đào hoa vị trong nhà. Ở vị trí này thì cần giữ cho đồ đạc gọn gàng, nếu để thoáng ít đồ càng tốt, bởi không khí lưu chuyển thường xuyên, có ánh sáng tự nhiên hoặc là ánh sáng nhân tạo thì càng tốt. Thông thoáng nhiều ánh sáng sẽ giúp cho tình duyên thêm vượng, tin vui tới tấp báo về. Để cải thiện tình hình sức khỏe, tuổi Sửu nên lưu tâm đến phương vị chính nam trong nhà. Nếu thấy cửa chính, cửa phòng ngủ hay là nhà bếp nằm ở phương vị này thì nên đặt trước cửa các phòng thẳng. Nếu thấy cửa chính, cửa phòng ngủ hay là nhà bếp nằm ở phương vị này thì nên đặt trước cửa các phòng tấm thẳng màu trắng hay là màu xám để sát khí tiêu tan, bệnh tật tiễu trừ.
Với những bạn mong muốn có được sự tăng tiến trên con đường sự nghiệp ngoài việc trau dồi năng lực thì có thể áp dụng phong thủy văn phòng, đặt 4 cây cảnh lá xanh ở góc Tây Nam trong nhà hay là phòng làm việc. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Đinh Sửu, Thái Tuế Phù làm mùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.